có lời giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Nhiều người nhìn thấy những quả trứng cá chín đỏ mọng và ngọt lịm đều muốn cho ngay vào miệng, nhưng lại chần chừ vì không biết nó có lợi hay hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh quả trứng cá dọc các con phố phường. Quả trứng cá đỏ mọng, có hương vị ngọt mát, chắc chắn làm hài lòng nhiều người, nhất là con trẻ. Thế nhưng, nhiều người e ngại về tác dụng của nó đối với sức khỏe. Có người cho rằng tốt, người khác lại phủ nhận là không tốt. Vậy rốt cuộc, chúng ta có nên ăn thứ quả này hay không? Với những ai chưa từng tìm hiểu kỹ về cây trứng cá, thì cây trứng cá hay còn gọi là mật sâm, có danh pháp hai phần là Mutinja calabura. Loại cây này có đặc trưng, đó là có thể phát triển tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu được các điều kiện chua mặn và khô hạn. Cây trứng cá có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Caribe, Trung Mỹ và miền Tây Nam Mỹ, phía Nam của Peru và Bolivia. Thế nhưng, giờ đây, loại cây này phát triển không chỉ ở khu vực nguồn gốc bản địa, chúng còn mọc ở một số khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, trong đó có vùng Đông Nam Á. Có người sẽ thắc mắc vì sao chúng lại có tên là quả trứng cá. Câu trả lời là quả trứng cá khi chín mọng có thể ăn được, có vị ngọt, mọng nước và bên trong chứa nhiều hạt nhỏ, màu vàng trông giống như trứng cá. Có khá nhiều trẻ con cũng như người lớn dường như yêu thích loại quả này. Ngoài vị ngọt, chúng còn có vị béo ngậy giống như bơ và vị thơm đặc trưng. Trên thế giới, loại cây này cũng được ưa chuộng. Tại Mexico, quả trứng cá còn được thu hoạch để ăn và bán ngoài chợ. Quả có thể chế biến thành mứt và lá có thể sử dụng như một loại chè. Tại Brazil, người ta trồng nhiều cây này ven bờ sông. Quả rụng từ cây thu hút các loài cá để sau đó người ta đánh bắt chúng. Một chút thông tin trên đây phần nào cũng lý giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Thật vậy, giờ đây chúng ta không còn băn khoăn hay lo lắng thêm nữa, bởi vì trên thực tế, quả trứng cá mang tới khá nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe. 1. Quả trứng cá giúp cơ thể kháng vi khuẩn. Theo kiến thức y khoa, cơ thể của chúng ta vốn đã có sức đề kháng và cơ chế tự chống lại vi khuẩn và các yếu tố xâm nhập bên ngoài. Tuy vậy, đôi khi nó cũng cần sự trợ giúp từ nguồn dinh dưỡng hay thức ăn chúng ta nạp vào cơ thể. Chúng ta có thể bổ sung quả trứng cá, bởi vì đây là một trong những loại quả giúp cơ thể kháng khuẩn. Một khám phá thú vị đó là hàm lượng kháng khuẩn có trong loại quả này tương đương với một lượng nhỏ thuốc kháng sinh tiêu chuẩn. 2. Hỗ trợ quá trình nhận thức và phát triển của não bộ. Trong quả trứng cá có các hợp chất flavonoid. Theo một nghiên cứu, thực phẩm giàu flavonoid sẽ giúp cho quá trình nhận thức được tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Nếu chúng ta thường xuyên ăn quả trứng cá cùng với các loại thực phẩm chứa flavonoid sẽ cực kỳ tốt cho quá trình nhận thức, đặc biệt ở những người lớn có sự suy giảm trí nhớ nhẹ cũng như những người có bệnh thoái hóa thần kinh. 3. Chống viêm. Một đặc tính khác của quả trứng cá là chống viêm với tác dụng làm giảm sưng. Có rất nhiều thuốc chống viêm nhưng hầu hết các loại trái cây đều có đặc tính chống viêm tương tự như loại thuốc này. 4. Ngăn ngừa ung thư. Trong quả trứng cá cũng có một số flavonoid, một loại sắc tố sinh học, các hoạt tính ức chế của các loại vi khuẩn sinh vật gây ra bệnh, hiệu quả để chống lại các căn bệnh ung thư. Ngoài việc ăn quả, bạn cũng có thể sử dụng lá và cành cây để ngăn ngừa sự phát triển của một số loại bệnh ung thư nhất định. Trên đây là một số lợi ích của quả trứng cá. Nhìn chung, không chỉ quả trứng cá, mà hầu hết các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe con người. Nếu một ngày bạn dạo chơi trên phố và bắt gặp quả trứng cá chín mọng, vậy hãy thưởng thức món quà của tự nhiên này nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Xếp và tép tỏi bóc vỏ vào đá chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn
và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thủy canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi, ăn quanh năm không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa, chiều cao khoảng 10cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thủy canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2. Chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chai đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xếp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đất vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi, rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp. Sau từ 2 đến 3 tháng, tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát phần lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ba không khi uống sữa, bắt buộc bạn phải nhớ. Bạn bắt buộc phải nhớ những điều dưới đây khi uống sữa để không gây hại cho sức khỏe. Đun sữa bằng lửa nhỏ. Vì muốn tránh sữa trào ra hoặc cháy sữa khi đun, nên nhiều người dùng lửa nhỏ để đun sữa. Đun như vậy sẽ làm giảm vitamin trong sữa, giảm giá trị dinh dưỡng. Vì đun sữa bằng lửa nhỏ, thời gian đun kéo dài, chất dinh dưỡng trong sữa càng dễ bị oxy phá hòa. Cách làm khoa học là đun lửa to, khi sôi rút lửa ngay. Như vậy, vừa giữ được thành phần của sữa, lại vừa có hiệu quả sát trùng sữa. Khi đun sữa, nếu đồng thời cho đường, nhìn bề ngoài thấy rất hợp vệ sinh, nhưng thật ra là phản khoa học. Vì trong sữa bò và đường có chứa lysine, sẽ có phản ứng khi nhiệt độ cao, sinh ra lysine gốc glucose. Chất này có hại cho cơ thể. Cách làm chính xác là sau khi đun sôi sữa, để còn nóng già mới cho đường. Thực phẩm kỳ ăn chung với sữa. Uống sữa ăn trứng. Các chuyên gia chỉ ra, uống sữa và ăn trứng vào bữa sáng chỉ cung cấp nhiều chất đạm chứ không đủ năng lượng. Thực tế, qua một đêm ngủ dài, năng lượng đã bị tiêu hao hết. Vì vậy, cơ thể cần một bữa sáng nhiều năng lượng. Khảo sát cho thấy, hiện nay có hơn 9% trẻ em chỉ uống sữa và ăn trứng vào bữa sáng, như thế sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng. Uống sữa ăn cháo. Có người cho rằng ăn cháo uống sữa sẽ bổ sung chất dinh dưỡng. Các nhà khoa học khuyến cáo cách ăn uống này không khoa học mà phải dùng riêng từng loại thực phẩm sẽ tốt hơn. Uống sữa pha nước cam hoặc chanh. Một số người khuyên nên cho một ít nước cam hoặc chanh vào sữa, thơm ngon bổ dưỡng hơn. Điều này nghe có vẻ rất tốt, song trên thực tế, nước cam hoặc chanh đều chứa nhiều axit. Axit gặp protein trong sữa sẽ khiến cho protein bị biến tính, làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh tiểu đường không còn ghé thăm nhờ một quả trứng luộc. Các nhà khoa học đã tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường. Đó là bài thuốc từ một quả trứng luộc. Thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày tác động rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, đáng báo động là cơ thể hấp thụ không chỉ giới hạn trong đường ăn uống. Chúng ta đang sống trong một môi trường độc hại và ô nhiễm,
Vì thế, cơ thể vẫn có thể nhiễm các hóa chất và các chất ô nhiễm khác. Sự hiện diện của các hóa chất, ô nhiễm, thực phẩm không lành mạnh đều có thể gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể, như giảm hoặc tăng lượng đường trong máu của cơ thể. Trong khi đó, sự biến động của mức độ đường huyết lại tác động đáng kể đến toàn bộ sức khỏe con người. Đáng lo ngại là những thay đổi này có thể trở thành sát thủ thầm lặng, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, điển hình là bệnh tiểu đường. Hầu hết chúng ta đều hiểu, tiểu đường là một căn bệnh diễn biến âm thầm, nhưng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó phổ biến là biến chứng trên thận, tim mạch, mắt và mạch máu chi. Nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, đó là bài thuốc từ quả trứng luộc và giấm. Thức uống trứng giấm, vốn nổi tiếng trong thời cổ Hy Lạp, được sử dụng như một bài thuốc vừa dễ làm vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Còn với các Sumura Nhật Bản, công thức lâu đời này được sử dụng giúp cơ thể hấp thụ được nhiều loại vitamin, protein và canxi để thoát khỏi mệt mỏi và tăng cường sức khỏe xương khớp. Thực hiện: Bước 1. Bạn luộc một quả trứng vào buổi chiều. Bước 2. Bóc vỏ và dùng kim chọc một vài lỗ trên quả trứng. Bước 3. Tiếp đến là đặt quả trứng vào một cái cốc giấm táo. Đảo trứng vài lần để giấm ngấm đều trong quả trứng thông qua các lỗ nhỏ và để qua một đêm. Bước 4. Buổi sáng, sau khi ngủ dậy, bạn hãy ăn quả trứng đó cùng với một cốc nước ấm. Liệu trình: Bạn nên thực hiện liệu trình trong 15 đến 20 ngày và luôn nhớ kiểm tra nồng độ đường huyết. Tác dụng của giấm và trứng trong việc kiểm soát đường huyết. Theo trang Jupiter của Anh, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên về bệnh tiểu đường, kết luận giấm là gia vị có tác dụng giảm đường huyết và tăng insulin, cũng như tăng cảm giác no sau một bữa ăn quá nhiều tinh bột. Phát hiện này đặc biệt hữu ích với những người bị tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường. Theo đó, để kiểm soát chỉ số đường huyết, tốt nhất bạn nên uống một chút giấm và nước trước bữa ăn. Còn năm 2015, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Đông Phần Lan đã kiểm tra thói quen ăn uống của 2.332 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi. Kết quả cho thấy rằng những người ăn 4 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thấp hơn 37% so với những người đàn ông chỉ ăn 1 quả trứng mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho biết trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm viêm nhiễm. Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo Phì Quốc tế nhận định những người béo phì hàng ngày ăn 2 quả trứng cho bữa sáng đã giảm cân nhanh hơn 65% so với những người có bữa sáng tương tự nhưng không ăn trứng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng bởi vì ăn trứng ngăn ngừa những thay đổi lớn và không thể kiểm soát được trong nồng độ đường huyết, từ đó sẽ kiểm soát sự thèm ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin ở hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng
mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh, giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón, tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chanh dây, nguy hiểm chết người khi bạn còn ăn theo cách này. Chanh dây rất được ưa thích, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi những lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhưng bạn cũng cần biết rằng, nếu dùng chanh dây sai cách sẽ dẫn đến chết người. Xuất hiện ở nước ta vào khoảng đầu thế kỷ 20, có nguồn gốc từ Brazil. Chanh dây là một loại trái cây vừa có công dụng giải khát cực tốt, vừa chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các loại axit amin như arginine, glycine, leucine, proline, tyrosine, threonine, valine và chất béo, chất xơ, protein, canxi, phosphor, sắt, carotin, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Đặc biệt, chanh dây hay còn có tên gọi khác là chanh leo, dùng rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, nữ giới thường bị đau bụng kinh và phụ nữ mang thai giai đoạn đầu. Đồng thời, như đã biết, chanh dây là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A vô cùng dồi dào với các công dụng như chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, ngăn ngừa nhiễm trùng, chữa thiếu máu, cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch, duy trì khả năng của hệ thống miễn dịch, điều trị các vấn đề tiêu hóa và những bệnh liên quan đến dạ dày, đẩy lùi căn bệnh táo bón, giảm các triệu chứng viêm xương khớp, giúp từ giãn và làm giảm bệnh mất ngủ, thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu thai kỳ. Ngoài ra, tinh dầu chiết xuất từ hạt chanh dây còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả, giúp làn da sáng hơn, không còn bóng nhờn, cân bằng độ ẩm, trị mụn và chống viêm da. Để chanh dây không gây ra tác dụng phụ nào, liều dùng an toàn cho sức khỏe của bạn là 1-2 quả chanh dây mỗi ngày và pha chế thành 1-2 ly. Xin nhắc bạn một số tác hại nghiêm trọng khi dùng chanh dây quá nhiều. Uống nước chanh dây quá nhiều và liên tục sẽ khiến bạn mệt mỏi, chóng mặt hay thậm chí là ngất xỉu. Nuốt một số lượng lớn hạt chanh dây cùng lúc và thường xuyên sẽ khiến hệ tiêu hóa của bạn không xử trí kịp. Về lý thuyết, sẽ dẫn đến bệnh viêm ruột thừa, hoặc viêm túi thừa, ruột già, và nếu không phát hiện kịp thời thì cực kỳ nguy hiểm. Dùng chanh dây khi đang sử dụng thức an thần hoặc thuốc kháng sinh có chứa chất histamin E sẽ làm tăng mức độ buồn ngủ. Rất nguy hiểm nếu bạn đang phải di chuyển trên đường. Nếu để chanh dây tương tác với thuốc chống đông có trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, dễ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Đối với cơ địa nhạy cảm, chanh dây có thể gây ra những hiện tượng dị ứng trên da như nổi mề đay, phù mạch máu, khó thở và lên cơn hen suyễn. Tuyệt đối không để người bị loét dạ dày dùng chanh dây vì loại trái cây này chứa nhiều axit hữu cơ và khiến nguy cơ xuất hiện sỏi thận tăng lên. Không nên để phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú uống chanh dây với số lượng nhiều để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Chắc chắn, bạn phải đến gặp bác sĩ ngay nếu thấy cơ thể có một trong các triệu chứng trên sau khi dùng chanh dây. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mỗi sáng làm một ly nước để tăng cường sức đề kháng, khiến cô gái trẻ phải chạy thận cả đời. Viên sủi C, vitamin C là một loại dạng thuốc đang được dùng phổ biến hiện nay
và bán tràn lan ở tất cả các nhà thuốc mà không cần kê đơn. Cảm, ho, sổ mũi, nhiệt miệng, mệt mỏi trong người, tất tần tật đều dùng tới loại thần dược này. Thậm chí, con em họ em mỗi ngày đều pha vài viên vào chai nước mang đi học như một loại nước uống giải khát. Rất nhiều lần em ngăn nó đừng làm như vậy nữa, vì dùng viên sủi quá liều có thể gây loét dạ dày và bị sỏi thận. Nhưng nó không nghe lời, còn cãi lại, chị thì biết gì. Chị không thấy em uống cả năm nay rồi mà có sao đâu. Chẳng những thế, da dẻ còn đẹp hơn, người khỏe hơn, thon thả hơn. Chị không biết, chứ từ ngày em uống thuốc này, ai cũng khen em xinh đẹp hơn trước. Nghe nó nói mà em bực mình, đúng là điếc không sửa súng. Đùng một cái, một hôm em đang làm việc thì bạn học nó báo nó phải vào viện cấp cứu vì bị suy thận cấp. Ba chàng bón cản em chạy vào viện sau khi đã báo tin cho cậu mợ em là bố mẹ em họ. Vào viện thấy nó mà em xót, đủ thứ dày lùng bùn trên người. Nó nằm thiêm thiết, mặt tái nhợt, nó đang phải chạy thận. Khi bác sĩ điều trị yêu cầu gặp người nhà, em bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói nó sẽ phải chạy thận, nhưng thời gian bao lâu thì chưa nói trước được. Nghĩ tới cậu mợ ở quê cày mửa mật trên thửa ruộng, chắc chiều từng đồng lo cho nó ăn học, bây giờ thế này, đã vậy ai cũng biết chạy thận tốn kém thế nào, không biết cậu mợ sống sao đây, rồi tương lai của nó, mọi thứ gần như chấm hết. Bởi vậy thuốc thang là không được dùng tràn lan đâu các mẹ. Người ta bán tràn lan thì kệ người ta, mình phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình, đâu phải cứ thuốc bổ là uống kiểu gì cũng bổ. Không nghe phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện Bạch Mai nói à, nghiện xê sủi sẽ dẫn đến tình trạng thừa vitamin C, tăng hấp thu canxi từ đường ruột vào, dẫn đến trong máu cao gây sỏi thận. Và từ sỏi thận, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ dẫn đến suy thận cấp. Tất cả các loại xê sủi đều chứa hàm lượng vitamin C cao, vì vậy có thể làm tăng hàm lượng axit trong dạ dày, ăn mòn dạ dày. Về lâu dài, có thể gây viêm loét dạ dày và làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn ở những người có tiền sử bệnh. Những đối tượng tuyệt đối không được uống xê sủi. Người bị huyết áp cao. Do trong các loại thuốc viên dạng sủi, trong đó có xê sủi đều chứa natri, muối, mà người bị huyết áp cao phải kiêng muối, tác nhân khiến huyết áp tăng. Người bị bệnh thận. Natri là một trong những thành phần của sỏi thận. Nếu natri tăng thì sẽ tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Mặt khác, với người bị bệnh thận, các chức năng của thận suy giảm. Khi nồng độ natri tăng sẽ tăng áp lực cho thận, làm bệnh thêm trầm trọng và có thể biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, vitamin C liều cao có thể cản trở quá trình làm loãng máu của aspirin, của các loại thuốc chống đông máu như warfarin hoặc heparin và các loại thuốc kháng tiểu cầu như clopidogrel. Vitamin C cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường huyết. Những người dạng dùng insulin hoặc các loại thuốc của bệnh nhân tiểu đường, đường uống nên được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ khi sử dụng vitamin C. Lưu ý, khi sử dụng vitamin C, không nên uống gần thời gian uống thuốc tránh thai vì nó làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai. Về liều lượng, chuyên gia khuyến cáo với người lớn, mỗi ngày dùng dưới 2 gram trong thời gian ngắn, khoảng tháng trở lại thì không gây nguy hiểm. Với trẻ con, dưới từ 5 tuổi trở lên, ngưỡng hoàn toàn là 1 gram trên ngày. Trẻ dưới 5 tuổi chỉ được dưới 500mg trên ngày. Nếu người dùng bổ sung ngắn hạn dưới 3 tháng, có thể không cần tư vấn, nhưng từ 3 tháng trở lên, nhất thiết phải có chỉ định từ bác sĩ. Phó giáo sư Dũng cho rằng, nếu người sức khỏe bình thường, không cần thiết bổ sung. Trường hợp bệnh nhân thiếu máu, suy dinh dưỡng, ung thư, ngộ độc mãn, ăn kém thì mới bổ sung vitamin C. Khi bổ sung cần cân nhắc khối lượng, vì trong nhiều thực phẩm chức năng của vitamin tổng hợp và khối lượng có thể dao động sai số rất cao. Không như dược phẩm, nên cẩn trọng tránh bị thừa. Người bổ sung vitamin C không uống lúc đói. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Nguy hại chết người, không ngờ từ mướp đắng bạn phải biết. Mướp đắng tuy là món ăn được nhiều người ưa chuộng, nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây nên những nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Từ lâu trong lịch sử, mướp đắng đã được sử dụng như một loại thực phẩm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mướp đắng được tìm thấy ở nhiều vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mướp đắng chống chỉ định nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Hạt mướp đắng có thể gây ra độc tính đối với trẻ em. Mướp đắng chống thụ thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây mướp đắng có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Uống cao quả mướp đắng 1,7 gram trên ngày làm tinh hoàn chó đực bị thương tổn và giảm khả năng sinh tinh trùng. Ở chuột cái, tác dụng chống khả năng thụ thai thượng nghịch. Chuột và thỏ có thai bị xuất huyết tử cung khi uống nước mướp đắng. Thiếu máu tàn huyết. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng tiêu cực mà mướp đắng có thể gây ra. Những triệu chứng thường gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, đau bụng, đau đầu và sốt. Bệnh thiếu máu tan huyết là kết quả của việc thiếu hụt máu do các enzyme không hoạt động được như bình thường. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều mướp đắng, lượng độc tố trong loại rau này sẽ có tác dụng đến chức năng của các enzyme gây hại cho sức khỏe. Tăng men gan. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên vicin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Ngay cả khi mướp đắng trồng ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau, thì thành phần trong quả cũng có tỷ lệ và sự có mặt của các vi chất khác nhau. Do đó, nếu cây trồng trên vùng đất có nhiễm kim loại nặng, rất có thể trong quả mướp đắng trồng loại vùng này bị nhiễm kim loại nặng mà gây độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ em ăn những món chế biến từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng, chần, khổ qua qua nước sôi trước khi chế biến, nấu nướng. Người không nên ăn mướp đắng. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dạng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên vicin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Người mắc bệnh tiêu hóa. Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề về dạ dày. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số bài thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sách chạy ngửa lo việc cửa hàng. Cái
quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích tôn của cả nhà, nên chồng em phải cất công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bừ, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bứt, cho lên vắt dây thun và chơi chọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ màng trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ màng trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đìa qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ màng trầu, dặn dò. Con đẻ xong, nấu nước cỏ màng trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày, để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lỡ, da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, tuy cu không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là siêu thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sừng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ màng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ màng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ. Lấy cỏ cây, gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g. Lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường. Nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ màng trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. Mang thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Ăn thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch. Ăn thai, 8g cỏ màng trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ màng trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sau tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ màng trầu.
để chăm các con. Trẻ mụn nhọt, rơm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi. Lấy khoảng 120g cỏ màng trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da. Lấy 60g cỏ màng trầu sắc lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ cán đường, một loại cây gió, khoảng 30g để sắc nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật. Lấy 120g cỏ màng trầu sắc với 500ml nước, còn lại 300ml. Sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt. Lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ màng trầu và cỏ chanh để sắc lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm. Mỗi ngày sắc khoảng 30g cỏ màng trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm. Lấy 20g cỏ màng trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ đem rửa sạch và sắc cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa. Lấy 50g màng trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da. Trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan. Lấy 50g cỏ màng trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, sắc lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân. Bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân. Lấy cỏ màng trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân. Sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em. Các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đã có lời giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Nhiều người nhìn thấy những quả trứng cá chín đỏ mọng và ngọt liệm đều muốn cho ngay vào miệng, nhưng lại chần chừ vì không biết nó có lợi hay hại cho sức khỏe. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh quả trứng cá dọc các con phố phường. Quả trứng cá đỏ mọng có hương vị ngọt mát, chắc chắn làm hài lòng nhiều người, nhất là con trẻ. Thế nhưng, nhiều người e ngại về tác dụng của nó đối với sức khỏe. Có người cho rằng tốt, người khác lại phủ nhận là không tốt. Vậy rốt cuộc, chúng ta có nên ăn thứ quả này hay không? Với những ai chưa từng tìm hiểu kỹ về cây trứng cá, thì cây trứng cá hay còn gọi là mật sâm, có danh pháp hai phần là Mutinja calabura. Loài cây này có đặc trưng, đó là có thể phát triển tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu được các điều kiện chua mặn và khô hạn. Cây trứng cá có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Caribe, Trung Mỹ và miền Tây Nam Mỹ, phía Nam của Peru và Bolivia. Thế nhưng, giờ đây, loài cây này phát triển không chỉ ở khu vực nguồn gốc bản địa, chúng còn mọc ở một số khu vực khác thuộc vùng nhiệt đới, trong đó có vùng Đông Nam Á. Có người sẽ thắc mắc vì sao chúng lại có tên là quả trứng cá. Câu trả lời là quả trứng cá khi chín mọng có thể ăn được, có vị ngọt, mọng nước và bên trong chứa nhiều hạt nhỏ, màu vàng trông giống như trứng cá. Có khá nhiều trẻ con cũng như người lớn dường như yêu thích loại quả này. Ngoài vị ngọt, chúng còn có vị béo ngậy giống như bơ và vị thơm đặc trưng. Trên thế giới, loại cây này cũng được ưa chuộng. Tại Mexico, quả trứng cá còn được thu hoạch để ăn và bán ngoài chợ. Quả có thể chế biến thành mứt và lá có thể sử dụng như một loại chè. Tại Brazil, người ta trồng nhiều cây này ven bờ sông. Quả rụng từ cây thu hút các loài cá để sau đó người ta đánh bắt chúng. Một chút thông tin trên đây phần nào cũng lý giải cho câu hỏi ăn quả trứng cá có lợi hay có hại. Thật vậy, giờ đây chúng ta không còn băn khoăn hay lo lắng thêm nữa, bởi vì trên thực tế, quả trứng cá mang tới khá nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe.
1. Quả trứng cá giúp cơ thể kháng vi khuẩn. Theo kiến thức y khoa, cơ thể của chúng ta vốn đã có sức đề kháng và cơ chế tự chống lại vi khuẩn và các yếu tố xâm nhập bên ngoài. Tuy vậy, đôi khi nó cũng cần sự trợ giúp từ nguồn dinh dưỡng hay thức ăn chúng ta nạp vào cơ thể. Chúng ta có thể bổ sung quả trứng cá, bởi vì đây là một trong những loại quả giúp cơ thể kháng khuẩn. Một khám phá thú vị đó là hàm lượng kháng khuẩn có trong loại quả này tương đương với một lượng nhỏ thuốc kháng sinh tiêu chuẩn. 2. Hỗ trợ quá trình nhận thức và phát triển của não bộ. Trong quả trứng cá có các hợp chất flavonoid. Theo một nghiên cứu, thực phẩm giàu flavonoid sẽ giúp cho quá trình nhận thức được tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển của não bộ. Nếu chúng ta thường xuyên ăn quả trứng cá cùng với các loại thực phẩm chứa flavonoid sẽ cực kỳ tốt cho quá trình nhận thức, đặc biệt ở những người lớn có sự suy giảm trí nhớ nhẹ cũng như những người có bệnh thoái hóa thần kinh. 3. Chống viêm. Một đặc tính khác của quả trứng cá là chống viêm, với tác dụng làm giảm xương. Có rất nhiều thuốc chống viêm, nhưng hầu hết các loại trái cây đều có đặc tính chống viêm, tương tự như loại thuốc này. 4. Ngăn ngừa ung thư. Trong quả trứng cá cũng có một số flavonoid, một loại sắc tố sinh học, các hoạt tính ức chế của các loại vi khuẩn sinh vật gây ra bệnh, hiệu quả để chống lại các căn bệnh ung thư. Ngoài việc ăn quả, bạn cũng có thể sử dụng lá và cành cây để ngăn ngừa sự phát triển của một số loại bệnh ung thư nhất định. Trên đây là một số lợi ích của quả trứng cá. Nhìn chung, không chỉ quả trứng cá, mà hầu hết các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe con người. Nếu một ngày bạn dạo chơi trên phố và bắt gặp quả trứng cá chín mọng, vậy hãy thưởng thức món quà của tự nhiên này nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
bàng chữa cảm sốt. Lá bàng là một loại cây thân gỗ lớn, sinh sống ở vùng nhiệt đới, thuộc họ tràm bầu. Lá bàng chữa cảm sốt. Lá bàng chứa một số flavonoid, chẳng hạn camphoron hay quercetin, cũng như các chất tannin như punicalin, punicalogin, các chất saponin và phytosterol. Do chứa nhiều hóa chất, nên lá và vỏ thân cây bàng còn được sử dụng trong nhiều nền y học cổ truyền khác nhau và một số mục đích như chữa cảm sốt, làm ra mồ hôi, chữa tê thớp và lì, trị ghẻ, trị sâu quản và sắc đậm, ngậm trị sâu răng. Ngoài ra có thể dùng búp tươi xào nóng để đắp và chườm nơi đau nhức. Đặc biệt, nhựa lá non trộn với dầu hạt bông và nấu chín là một thứ thuốc để chữa bệnh hủi. Hạt nấu chín uống dùng chữa đi cầu ra máu. Riêng lá dùng ngòi không kể liều lượng. Chữa cảm sốt. Lấy 15g lá bàng rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô rồi trộn với 10g kinh giới khô, 12g bạc hà khô, 10g vỏ quýt khô. Sau đó đem sắc lấy nước uống. Chỉ uống một lần khi nước còn nóng, sau đó đắp chăn kín cho ra mồ hôi. Chứng cảm sốt kèm theo nhức đầu. Lấy 15g lá bàng khô, 5g lá hắc hương, 10g vỏ quýt, 3 lát gừng tươi rồi sắc lấy nước uống. Mỗi ngày uống 2 lần trước khi ăn khoảng 15 phút và uống ngay khi nước còn nóng. Chữa viêm loét. Lấy lá non hoặc bánh tẻ. Lá càng non càng nhiều nhựa nên mới tốt. Không dùng lá già. Số lượng lá tùy vào vết thương nhiều hay ít. Ví dụ, trường hợp lở miệng do nhiệt thì mỗi lần chỉ cần một nắm to. Cho lá bàng vào nồi, đun sôi rồi để lửa nhỏ. Khoảng nửa giờ cho các chất trong lá bàng ra hết vào nước. Đợi chờ nước ấm thì ngâm hoặc dội vào vết thương. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sẽ không ai dám hâm lại cơm nguội để ăn nữa nếu biết sự thật khủng khiếp này. Cơm nguội thì nhà ai chẳng từng ăn phải không các mẹ? Trước nhà em cũng thế, cứ còn thừa cơm là hâm lại để ăn cho bữa sau. Mà chồng em lại còn có cái kiểu thích ăn cơm nguội hơn cả cơm nóng ý. Cứ tưởng như thế là bình thường. Đến hôm rồi, đọc được tin này trên mạng, tự nhiên em thấy run run, không biết từ giờ có nên giữ thói quen ăn cơm nguội như này nữa không? Cơm nguội độc như thế nào? Em thấy bảo, gạo sống luôn có sẵn bào tử của một loại vi khuẩn tên Bacillus. Đây là dạng khuẩn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và có thể sống sót ở nhiệt độ cao. Tức là cho dù bạn đã nấu chín gạo thành cơm thì loại bào tử này vẫn tồn tại. Nếu ăn luôn thì không sao, nhưng cơm chín một thời gian, ví dụ như từ bữa sáng sang bữa trưa, thì những bào tử này sẽ trở thành vi khuẩn thật sự và sinh sôi với số lượng lớn. Khi ăn phải cơm chứa những vi khuẩn này, người ăn sẽ bị ngộ độc, gây ra nôn mửa, tiêu chảy cấp, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, nhiều người còn đồn đoán rằng ăn cơm nguội hâm lại còn có thể gây ung thư dạ dày. Lý do là vì cơm có thành phần chính là tinh bột, mà trong điều kiện nhiệt độ từ 60 độ C trở lên sẽ diễn ra quá trình hồ hóa tinh bột. Dạng bột hồ do tinh bột nở ra ảnh hưởng rất lớn đến tiêu hóa. Vì vậy, thường xuyên ăn cơm nguội chế biến lại có thể dẫn đến khó tiêu hóa, về lâu dài có thể bị ung thư dạ dày. Cách ăn cơm tốt nhất. Cơm sẽ đảm bảo dinh dưỡng nhất nếu sau khi nấu chín được ăn ngay. Cơm để càng lâu thì càng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do cách thức bảo quản không đúng. Các chuyên gia khuyên chị em, nếu muốn giữ lại cơm thừa để ăn bữa sau thì phải bỏ vào tủ lạnh càng nhanh càng tốt, chậm nhất là một tiếng sau khi cơm chín. Có thể làm nguội cơm nhanh bằng cách dùng quạt hoặc ngâm nồi cơm vào nước lạnh rồi cho vào hộp để kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mặc dù vậy, các mẹ vẫn phải nhớ rằng không được để cơm quá 24 giờ. Sau thời gian đó thì đừng tiếc mà hãy đổ ngay đi. Nếu hấp bằng nồi cơm điện, có thể thêm một chút nước hoặc hấp lên trên cơm mới nấu. Hấp bằng lò vi sóng có thể giúp cơm đủ nóng mà không bị khô. Chú ý,
chỉ hâm nóng cơm lại một lần duy nhất. Nếu như cơm đã hâm nóng rồi mà vẫn không ăn hết, thì có thiết mấy cũng đừng ăn thêm nữa. Chẳng ai muốn phí hoài mà đổ cơm đi, nhưng tiết kiệm được một chút thì chị em lại đánh đổi sức khỏe của cả gia đình. Thật chẳng xứng tí nào. Cách tốt nhất là các mẹ nên rút kinh nghiệm, để lần sau bạn nên nấu ít gạo lại, cân đối sao cho đủ ăn chứ không nên để cơm thừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ghê rợn những căn bệnh đáng sợ từ việc ăn thịt chó. Rất ít người nghĩ đến việc đằng sau những món ăn được chế biến từ thịt chó đầy sức hấp dẫn kia là hàng ngàn nguy cơ rất kinh khủng cho sức khỏe. Những ngày qua, người tiêu dùng vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự phù phép thịt lợn chết, hôi thối thả trôi nổi trên sông được mang về chế biến thành lợn đặc sản ở Vĩnh Phúc. Thì chiều ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Huế lại phát hiện hàng loạt hàng lậu cùng với hơn 3 tạ thịt chó đã bốc mùi hôi thối, nổi mốc đang vận chuyển vào thành phố làm mồi nhậu. Theo đó, lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra xe khách 51B02179 tuyến Sài Gòn Hà Nội cho tài xế là ông Lê Văn Đoán, sinh năm 1974, trú tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, vận chuyển thì phát hiện trên xe có chứa 3 bao tải quần áo, vải có trọng lượng 250kg, 114 con ống nhựa, máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại không có hóa đơn chứng từ. Qua kiểm tra, phát hiện có 3 thùng hàng bên trong có hơn 3 tạ thịt chó, nguyên con chưa qua kiểm dịch, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối. Như chúng ta đã biết, thịt chó là món ăn truyền thống của người Việt. Vào dịp cuối năm, loại thực phẩm này được tiêu thụ ngày càng lớn. Do đó, việc trà trộn thịt chó dài, chó chưa được kiểm dịch, chó ôi thối là rất dễ xảy ra, gây ra những bệnh nguy hiểm cho con người. Thịt chó bán từ hàng quán thường được lấy ở nhiều nguồn, trong đó một số lượng không nhỏ là do những tay trộm chó cung cấp. Điều này có lẽ không cần phải chứng minh, vì trộm chó đang là vấn nạn ở các vùng nông thôn, kéo theo hàng loạt những hệ lụy và hiện đang là vấn đề nổi cộm của xã hội. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lượng chó nguyên liệu do các đối tượng này cung cấp phần lớn là được đánh bằng bã chó cực độc, khiến cho thịt chó cũng bị nhiễm một lượng độc chất không nhỏ. Loại thuốc này các đối tượng trộm chó sử dụng thường là thuốc cực độc do Trung Quốc sản xuất. Sau khi ăn vào, chó chết ngay tại chỗ và lượng thuốc độc tồn tại trong cơ thể sẽ gây nguy hại cho con người nếu ăn phải loại thịt chó này. Đã có trường hợp một bệnh nhân nam vào cấp cứu tại Viện Huyết học, truyền máu trung ương trong tình trạng chảy máu nhiều bộ phận, không thể cầm. Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nhưng lại không có tiền sử về bệnh này. Tuy nhiên, trước đó, bệnh nhân đã ăn thịt chó. Các bác sĩ cho rằng, con chó mà bệnh nhân ăn có thể đã bị trúng bã chó. Chính chất chống đông trong bã chó, bã chuột là nguyên nhân gián tiếp làm bệnh nhân bị ngộ độc, máu chảy không cầm được. Nguy cơ nhiễm ấu trùng sán dại chó. Theo lời kể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, nguyên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y Hà Nội, ông từng gặp một bệnh nhân nhập viện vì có khối u khổng lồ ở phổi. Đáng sợ là trong khối u đó chứa hàng ngàn đầu sán đang ngoe ngoẩy. Kết quả xét nghiệm khẳng định đây là loại sán dại chó. Việc lây nhiễm sán dại chó và ấu trùng sán dại chó cực kỳ nguy hiểm. Ở mắt, chúng gây mù. Ở não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, phổi, ấu trùng tạo nhiều u nang, làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng. Loại sán này có thể tìm thấy ở một số thú nuôi, trong đó có chó, những bào nang ấu trùng ký sinh trong thịt chó. Vì vậy, khi ăn thịt chó có ấu trùng sán, rất có thể chúng ta sẽ bị nhiễm loại sán này. Khi vào cơ thể, ấu trùng nang sán thường cấu kết thành dạng u, bướu. Khi khối u, bướu đạt đến đường kính từ 1 đến 7 cm, nghĩa là cơ thể bạn đang chứa trên 2 triệu đầu sán, một con số thật kinh khủng. Khi còn ở dạng bướu, bướu này có thể tràn vào ống dẫn mật, gây ra bệnh vàng da ở người. Khi
Khi bứ vỡ, các đầu sán di chuyển lên não, lách, thận, gan, phổi, gây ra hàng loạt bệnh như xúc xương, giòn xương, tiểu máu, đau lưng, tổn thương tủy sống, nhiệt độ cơ thể tăng giảm bất thường, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tim tái, hôn mê. Nếu chất dịch trong bứ vào máu có thể gây sốc phản vệ. Khi bị nhiễm ấu trùng sán giả chó, người bệnh sẽ có các hiện tượng như dị ứng, mẩn hứa, mề đay, lên cơn hen suyễn, khó thở, nấm tóc, nấm phổi. Nguy cơ xơ gan, suy thận. Theo đông y, thịt chó giàu đạm, có tính nhiệt. Ăn nhiều thịt chó thường gây nóng trong, chướng bụng, ẩm ạch, khó tiêu. Chính vì thế, nếu ăn nhiều thịt chó thì chất đạm không được tiêu hóa hết. Gan thận làm việc quá tải, dẫn đến các bệnh như gút, bệnh về gan, thận. Đã có trường hợp bệnh nhân nhập viện vì mắc bệnh xơ gan, suy thận. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là do người bệnh ăn quá nhiều thịt chó trong suốt 15 năm, dẫn đến lượng đạm không được tiêu thụ hết và gây ra bệnh. Nguy cơ nhiễm virus bệnh dạy. Đây là một nguy cơ ít người nghĩ đến nhất, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra cho người ăn thịt chó. Bác tuổi trẻ từng dẫn lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kể về một trường hợp bệnh nhân không bị chó dại cắn nhưng lại mắc bệnh dại. Nguyên nhân là vì người đó đã ăn tiết canh chó và con chó này đã mắc bệnh dại. Ngoài ra, kể cả những con chó đã được tiêm phòng không có khả năng gây tử vong thì người thường xuyên ăn thịt chó vẫn có khả năng bị tổn hại về sức khỏe. Lý do bởi vaccine phòng dại ở chó được chích mỗi năm để tiết kiệm giá thành. Đa số vaccine dại cho chó hiện hành đều là chế phẩm từ virus dại, sống giảm độc lực. Chính vì vậy, dư lượng vaccine trong thịt chó theo biểu đồ tích lũy. Trong một con chó 3 đến 4 tuổi đủ sức gây yếu liệt thần kinh trung ương của người ăn theo thời gian. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác dụng của lá sen khô mà bạn không thể bỏ qua. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa bệnh hiệu quả. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm. Cùng tìm hiểu những công dụng của lá sen khô và cách sử dụng đúng loại lá này nhé. Lá sen là loại lá rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết lá sen khô có tác dụng gì. Từ xưa, lá sen đã được sử dụng rất nhiều với các mục đích khác nhau trong cuộc sống. Người ta dùng lá sen để ướp chè, gói xôi, bọc cốm, đun nước tắm. Ngoài ra, lá sen còn được phơi khô để sử dụng như một bài thuốc giúp chữa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tác dụng của lá sen khô đã được nghiên cứu và khẳng định mang lại hiệu quả thực sự đối với sức khỏe. Những tác dụng của lá sen khô. 1. Trị máu hôi sau khi sinh. Máu hôi sau sinh là tình trạng sản dịch có mùi hôi khó chịu. Điều này thường khiến các sản phụ rất lo lắng. Để khắc phục, hãy sử dụng lá sen khô theo cách sau. Dùng 20-30g lá sen khô đem tán nhỏ, hòa với nước uống. Hoặc cho lá sen khô vào sắc với 200ml nước, lấy 50ml nước lá sen cô đặc, uống ngày một lần. Ngoài bài thuốc từ lá sen khô, mẹ có thể áp dụng thêm cách làm sạch sản dịch sau sinh bằng rau ngót để tăng thêm hiệu quả. 2. Chứng mất ngủ. Không chỉ hạt sen mà lá sen khô cũng có tác dụng chữa mất ngủ rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng 30g lá sen khô đem hãm với nước sôi thành nước uống. Ngày uống nhiều lần thay cho nước trà sẽ có tác dụng rất hiệu quả. 3. Lá sen khô chữa bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là một tác dụng của lá sen khô. Để có bài thuốc chữa sốt xuất huyết từ lá sen khô, bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau. Lá sen khô 30g, ngó sen hạt cỏ nhỏ nồi 40g, rau má 30g, hạt mã đề 20g. Cho hết các nguyên liệu trên vào ấm, thêm nước sắc thành thuốc, ngày uống một thang như trên. Nếu xuất huyết nặng hơn, có thể tăng lượng lá sen lên 50-60g. 4. Chữa chảy máu cam, tiêu chảy ra máu. Lá sen khô cũng được dùng làm bài thuốc chữa chảy máu cam hay tiêu chảy ra máu hiệu quả. Chuẩn bị
lá sen khô 40g, rau má 12g. Cho hai nguyên liệu này vào ấm, thêm 400ml nước sắt thành 100ml thuốc, chia làm 2 lần uống trong ngày. 5. Chữa ho, non ra máu. Để dùng lá sen khô chữa chứng ho, non ra máu, cần làm như sau. Chuẩn bị lá sen 30g, ngót sen 30g, sinh địa 30g, trắc bá 20g, ngải cứu 20g, đem thái nhỏ, phơi khô rồi sắc thành thuốc uống trong ngày. 6. Chữa đau mắt. Lá sen khô cũng được dùng để chữa đau mắt rất hiệu quả. Chuẩn bị lá sen 10g, hoa hà 10g, hoa cúc vàng 4g. Đem các nguyên liệu này sắc với nước thành nước uống ngày 2 lần. Lá sen, hoa hà mỗi vị 10g, cúc hoa vàng 4g, sắc uống còn chữa cao huyết áp. 7. Tác dụng của lá sen khô giảm cân. Một tác dụng của lá sen khô rất được ưa chuộng, đó là để giảm béo. Lá sen khô đem hãm với nước uống hàng ngày, không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn kiểm soát cân nặng rất tốt. Kết hợp uống nước lá sen khô với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bạn có thể giảm cân nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo cách làm trà lá sen để thuận lợi nhất cho việc uống hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của hoa 10 giờ không phải ai cũng biết. Hoa 10 giờ không chỉ đẹp, còn có rất nhiều công dụng như chữa ho, chữa bỏng nhẹ hay ghẻ lở. Chỉ cần một mồi nhỏ cắm xuống đất là đã có ngay cây cảnh quanh nhà, lại có luôn vị thuốc hay. Hoa 10 giờ nở vào 10 giờ nên thường được lấy làm tên gọi. Thuộc họ rau sam, thân thảo, mọc bò cao khoảng 10-15cm, cây và lá mọng nước. Hoa 10 giờ có nhiều màu như đỏ, hồng, vàng hay trắng với quả hình cầu. Lò hoa này thường ra vào mùa hè, thu. Màu sắc vô cùng rực rỡ, bắt mắt nên hay được trồng quanh nhà để làm cảnh. Nhưng ít ai biết, ngoài mang vẻ đẹp đặc trưng, hoa 10 giờ còn có thể chữa bệnh, chữa bỏng. Theo đông y, hoa 10 giờ vị chua, tính bình, tác dụng hoạt huyết, giảm rắc họng, tiêu viêm, tiêu sưng. Các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt cho các trường hợp viêm họng, bỏng hay ghẻ ngứa cực hiệu quả. 1. Chữa viêm họng. Nếu bạn đang khó chịu vì chứng viêm họng, hãy thử bài thuốc từ hoa 10 giờ xem sao nhé. Nguyên liệu: 100g hoa 10 giờ, 10g lá cây rẽ quạt, 100ml nước sôi còn nóng. Cách dùng: hoa 10 giờ và lá cây rẽ quạt rửa sạch, giã nhỏ, cho nước sôi vào hòa đều rồi chắc lấy nước. Lấy nước, ngậm đều mỗi ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong vòng 3-5 ngày, sẽ thấy ngay hiệu quả tốt. 2. Chữa bỏng nhẹ. Khi bị bỏng, việc đầu tiên bạn cần làm là ngâm ngay vết thương vào nước mát. Sau đó, hái nắm cây hoa 10 giờ, không kể liều lượng, đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương. Lưu ý, vừa đắp vừa dỡ ra liên tục cho mát. Khi nắm lá ấm dần lên, không còn mát thì thay nắm khác. Thay liên tục cho đến khi vết bỏng không còn nóng rát. Đối với vết thương nhẹ, chỗ da bị bỏng sẽ hồi sinh bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Đối với các vết bỏng sâu như bỏng thép thì chỗ da bỏng sẽ khô đi, nhưng không phồng hay đau rát. Dần dần, lớp da mới phát triển rồi lớp bỏng tự bong ra. 3. Chữa ghẻ, lở, ngứa hiệu quả. Đây là bài thuốc dân gian chữa ghẻ lở hay ngứa rất hiệu quả, giúp làm lành vết lở loét và giảm ngứa nhanh chóng. Dưới đây là hai bài thuốc chữa ghẻ lở, ngứa được lưu truyền. Bài thuốc số 1. Nguyên liệu: 100g thân lá hoa 10 giờ, 100g lá rau sam, 100g lá xoan tươi. Cách dùng: lấy hoa 10 giờ, lá rau sam, lá xoan tươi rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước. Ngày 2-3 lần, lấy hỗn hợp này bôi vào vùng tổn thương. Kiên trì bôi liên tục khoảng 1 tuần là thấy ngay hiệu quả. Bài thuốc số 2. Nguyên liệu: 50g thân lá hoa 10 giờ, 30g lá táo, 2g muối ăn. Cách dùng: cho hai loại lá cùng muối đem giã nhỏ.
lấy bã đắp vào vết kẽ lửa. Mỗi ngày thực hiện đắp thuốc 2 lần. Kiên trì liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày là tình trạng bệnh cải thiện ngay. Không lâu vết thương sẽ lành hẳn. Bạn thấy không, hoa 10 giờ không chỉ đẹp để làm cảnh, lò hoa này còn có thể chữa bỏng nhẹ cực hiệu quả, chữa gãy lửa, gãy ngứa nhanh chóng. Để trồng hoa 10 giờ cũng cực đơn giản. Mùa hè chỉ cần ngắt một đoạn thân cây hoa 10 giờ dài khoảng 15cm, dăm vào đất ẩm một thời gian thôi là cây sống và phát triển nhanh chóng. Trồng ngay lò hoa này quanh nhà không chỉ tăng thêm vẻ đẹp ngôi nhà, còn chữa bệnh. Thật tuyệt phải không nào? Lưu lại và sai đến mọi người về công dụng của hoa 10 giờ, không phải ai cũng biết này nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm công dụng tuyệt vời của lá chanh đối với sức khỏe. Theo đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính on, có tác dụng hòa đàm, trị khoái, sát khuẩn và tiêu đờm. Lá chanh có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. 1. Chữa ho do lạnh. Những trường hợp bị ho do lạnh có thể được chữa bằng lá chanh. Bạn cần chuẩn bị lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Thái gừng thành lát mỏng và sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống nước này, bạn có thể cho thêm ít đường. Dùng hỗn hợp này trong 3 đến 5 ngày, bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng. 2. Cảm sốt không ra mồ hôi. Những người bị cảm sốt không ra mồ hôi có thể dùng lá chanh khô 30g hoặc lá chanh tươi 10g, sắc lấy nước để uống trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng kết hợp với các loại thảo dược khác theo công thức. Lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc uống trong ngày. Bạn cần dùng vị thuốc dân gian này trong 2 đến 3 ngày. 3. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Những người bị hen phế quản có thể dùng bài thuốc dân gian trị hen từ lá chanh trong khoảng 10 ngày. Theo đông y, bạn cần chuẩn bị lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2 đến 3 lần. 4. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh có tác dụng diệt khuẩn, tiêu đờm nên giúp giảm sưng đau do mụn nhọt hiệu quả. Bài thuốc giảm sưng đau do mụn nhọt có công thức: lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g. Bạn cần phơi khô, tán bột các loại nguyên liệu này rồi rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt và băng lại trong khoảng 8 đến 10 phút, ngày áp dụng 2 lần. 5. Mát gan. Theo dân gian, lá chanh có tính on nên giúp mát gan. Bạn cần chuẩn bị lá chanh, lá gai, lá cối xay, các vị đều khô, mỗi vị 12g. Sau đó sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trên ngày. Nên uống sau bữa ăn, sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. 6. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu. Bạn có thể giải cảm, nhức đầu bằng vị thuốc dân gian. Trong đó có bài thuốc lá chanh kết hợp với lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, xả hai củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước xong cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp kích thích mồ hôi tiết ra, giảm nhức đầu và giải cảm hiệu quả.